hương qua thềm mời cánh hoa. Trước mắt quý vị là đôi loa Bose 10.2 Series 2. Quý vị thân mến, đây là một đôi loa cây rất dễ dàng để ghép với các âm ly nội địa cũng như các dòng âm ly karaoke. Tôi đang ghép nó với chiếc âm ly Sansui 607i và chiếc đầu CD Sony 950. Dòng loa Bose 10.2 Series 2 này là một dòng loa được thiết kế theo dạng cây. Nó có hai bát, một bát nằm trong lòng thùng đánh ngửa lên và một bát đánh ngang. Tiếng bát của nó rất trầm sâu. Chúng ta có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke trên đôi loa này. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc.